Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì con mẹ siêu nè cô chú chị. Đó thì nói chung thì con mẹ này siêu in good. Đó thì nói chung thì hiện tại đang giữ con đực 3B. Đó. Thì con mẹ này hiện tại đang giữ con đực 3B này thì lứa thứ 3 nè cô chú chị. Đó, con thì nói chung thì được anh chủ nhà nó được 2 tháng mấy à, 2 mấy chưa được 3 tháng tuổi nữa. Đó, nhưng mà con mẹ thì anh ấy anh chủ nhà có nói là con mẹ bơm tinh lại được 23 ngày. Đó, 23 ngày nhưng mà nói chung thì hiện tại đang bơm tinh 3B lại ha. Đó thì mẹ con thì em quan sát thì chân móng hoàn thiện của chú chị. Đó, không ốp xe là xuống rút ruột gì. Đó thì bộ mẹ con này anh chủ nhà em bán giá là 33.500. Đó, 33.500 là bao ship á, bao ship cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 20 số ha. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó thì nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng sức giá cho bà con mình hết rồi. Đây thì mình để con thì rất mát sữa luôn cô chú chị. Nó mới bị lớn mà đít nở dài nở nè, con thì chưa được 3 tháng nhưng mà mẹ có bơm tinh lại được 23 ngày rồi. Đây, con nè cô chú chị. Nó tướng tá dài đòn lực lạc nè. Nói chung thì dòng siêu để con ra cô chú chị thấy không? Đó, xương sóc thì chưa muốn sò. Đó thì con mẹ này em đo là chiều cao, nói chung thì em lạ nên cũng hơi khó đo chút, thì chiều cao nó dao động từ 1m28 tới 1m3 bò tới về cô chú chị. Đó thì nói chung thì dao động khoảng 1m28 tới 1m3 bò tới về. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây, tướng tá anh em được con cái thì đang con được 3B kiểu mẫu khá đẹp luôn nè cô chú chị. Đó, con được 3B kiểu mẫu nè cô chú chị thấy không? Đó, rất có kiểu mẫu luôn. Đó, mới lớn đít nở dài nở nè. Hết biết cái đít không? Nó rất mát sữa luôn. Đó, con thì rất mát sữa luôn cô chú chị. Đây, mặt mày con nè. Đây cái lưng nè cô chú chị coi nè. Đó thì phần chân móng mẹ nè. Đó, chân móng thì cũng hoàn thiện ha, nhưng mẹ thì nói chung mình rúng thì tầm khoảng 2 phân. Đó, vú thì 4 vú. Đây, chân trước nè cô chú chị. Đó thì con mẹ này em quan sát thì cái lưng nghiêm chỉnh luôn. Đó, cái lưng của nó không phải bị xà mâu nha cô chú chị. Đó. Đó, không phải bị xà mâu ha. Đây, đầu thì đột trội. Đây, cái mặt là cái mặt thì nghiêm chỉnh luôn cô chú chị. Đó, con mẹ này cái lưng cái mặt nghiêm chỉnh luôn. Nhưng mà em nói con thì mắc sữa nè. Con cái cô chú chị thấy cái lưng nè, cái vai nè. Đó, đít vai lưng nè. Đó. Đó thì đối với những bộ mấy con đã rồi như thế này thì bên em bán bao lồi của chúng chị mình trong vòng 3 tháng. Đó, nếu về có lúa hết trục trặc thì bên em thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chúng chị mình luôn. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó, nói chung thì đi toàn là ghép xe không cô chú chị. Đó, bà con nào ưng thì mình xem tới mình lưu cho kỹ. Đó, thiệt ưng thì mình không mua. Đó, nói chung thì mình bỏ ra mấy chục triệu mình mua cặp bò về để mình làm giống sinh sản đó. Thì bà con mình coi kỹ đi, nó thì nào ưng thì ưng mình hãy mua ha. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó, cái giá này là cái giá bao ship nha cô chú chị, giá là 33.500 là giá bao ship nha. Đó, em nói được con cái thì đang giữ con đực 3B thì rất mát sữa luôn cô chú chị. Nó đang giữ con đực 3B thì rất mát sữa luôn. Đây, mẹ con chân móng. Đó, nói chung thì mẹ này nói chung thì cũng nằm gì tầng nhì rồi cô chú chị. Nó cũng nằm tầng nhì rồi. Đây cái ngang. Quá. Đó, con mẹ thùng vào cái ngang có luôn. Đó, nhưng mà được con cái thì nó đẻ con đực ra thôi, mát sữa khỏi nói luôn. Đó, mẹ con gì 33.500.000. Đó, 33.500 là bao ship ha, bao ship cho cô chú chị mình trong vòng 200 số. Đó, nhưng mẹ thì nói chung thì mới bơm tinh có hai mấy ngày thì bên em không có bao chữa được nha cô chú chị. Nhưng mà anh chủ nhà nói là anh bơm tinh này là cũng tới nước nữa rồi nhưng mà cũng không thấy lên giống. Đó. Mẹ thì nói chung thì nằm về dạng bò siêu cọp rồi. Đó, nhưng mà được con cái thì con. Nó con này nói chung thì con này chừng 6 tháng mấy thì cô dùng lụng khoảng 20 tới lên rồi cô chú chị. Tại vì nói chung thì nó mát sữa. Mới có 2 tháng mấy nè mà mát sữa nó ú. Đó, tướng tá cấp mình lực lạc không. Đó. Đó thì nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về Kiên Giang. Đó, Kiên Giang với ở Đồng Nai của chú chị. Đó thì bà con nào ở mấy vùng đó hoặc mấy vùng lân cận thì em sẽ ghép xe cho bà con mình ở tiền phí xe ha. Đó, nói chung thì tỉnh nào em cũng ghép xe cho bà con mình hết. Nó bà con mình thấy ưng nó cặp nào thì alo cho em cặp đó ha.
Đó, nói chung thì bò hiện tại lúc này thì cũng rẻ hơn lúc trước dữ lắm cô chú chị. Đó, nói chung thì bò thời điểm này thì rẻ hơn lúc trước dữ lắm. Mẹ con đực thì 33.500. Đó, 33.500 là bao ship luôn. Đó, bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, vòng 280 số. Đây. Đó thì nói chung thì bà con nào mua thì đó, còn muốn gặp anh chủ nhà thì để cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị trực tiếp ha. Nói chung thì giá này thì em cũng thương lượng sát giá cho bà con mình hết rồi. Đây, đó mẹ mặt mày nè. Đó, con đực F1 nhưng mà lông da bóng dợn luôn cô chú chị. Đó, mà con đực ý con đực F1 F2 chứ. F2 mình lông da bóng dợn luôn. Nó rắc ú luôn. Pin lực này. Đó, em lớn em nói đít nở dài nở luôn. Dài đòn nữa, tướng tá dài đòn đầu trụi. Đó, nở dài nở nè. Đó, cô chú chị thấy cái dàn dài không? Nó mặt mày nè. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay.